Chào mừng các em đến với kênh Hà Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn công nghệ lớp 8. Trong lúc xem bài giảng của Hà Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hà Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Đề bài sẽ có hai phần, phần trắc nghiệm và phần tự luận. Mình sẽ làm phần trắc nghiệm trước nhé. Trước hết là câu số 1. Để thay đổi giá trị điện áp của mạng điện, ta dùng. Đáp án A là động cơ điện. Đáp án B là đèn xe đốt. Đáp án C là máy biến áp và đáp án D là bàn lề. Như vậy là để thay đổi điện áp thì mình phải sử dụng máy biến áp. Như vậy câu số 1 mình sẽ chọn đáp án C, đúng không? Máy biến áp là dùng để thay đổi giá trị của điện áp. Giờ tiếp theo là câu số 2. Câu chì hoặc lò thiết bị điện nè. Đáp án A là thiết bị lấy điện. Đáp án B là thiết bị bảo vệ. Đáp án C là thiết bị đóng cắt và đáp án D là vừa thiết bị đóng cắt vừa là thiết bị bảo vệ. Như mình nhớ là cục chì sẽ thuộc về khối hút lò thiết bị bảo vệ, đúng không? Nhiệm vụ của cầu chì là bảo vệ mạng điện của mình. Khi mà có bị mạng điện bị quá tải thì cầu chì sẽ bị đứt để bảo vệ mạng điện không bị hư, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Động cơ điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện? Đáp án A là tác dụng nhiệt. Đáp án B là tác dụng hóa học. Đáp án C là tác dụng sinh lý và đáp án D là tác dụng từ. Như vậy động cơ điện hoạt động dựa được là dựa vào tác dụng từ của dòng điện. Khi dòng điện chạy qua thì sẽ sinh ra từ trường, từ trường nó sẽ làm quay rotor, nên động cơ hoạt động được, đúng không? Như vậy là câu số 3 mình sẽ chọn đáp án D. Còn tác dụng nhiệt thì ví dụ mình có thể là nồi cơm điện hoặc là bàn ủi, bàn là thì sử dụng cái tác dụng nhiệt. Tác dụng hóa học thì chính là bình ắc quy. Tác dụng sinh lý là khi mình bị điện giật thì chính là tác dụng sinh lý của dòng điện nha. Tiếp theo là câu số 4. Trên bóng đèn có ghi 200W, sau đó có ý nghĩa là gì? Đáp án A là điện áp định mức của bóng đèn. Đáp án B là dòng điện định mức. Đáp án C là công suất định mức. Và đáp án D là chỉ số cực của bóng đèn. Như vậy là watt chính là công suất, đúng không? Như vậy là số 20W ghi trên bóng đèn chính là công suất định mức của bóng đèn nha. Như vậy là câu số 4 mình sẽ chọn đáp án C, đúng không? Watt chính là công suất. Số công suất mà ghi trên bóng đèn chính là công suất định mức của nó. Ví dụ bóng đèn có ghi là 220V, 20W thì có nghĩa là nếu mình sử dụng đúng điện áp là 220V thì bóng đèn sẽ có công suất đúng sẽ là 20W, đúng không? Giờ như vậy là xong câu số 4, mình sẽ qua tiếp câu số này. Tiếp theo là câu số 5, hành vi nào sau đây là tiết kiệm điện năng? Tan học không tắt bóng đèn phòng học. Như vậy hành vi này là vi phạm điện năng, đúng không? Chúng ta là tiết kiệm mà. Đáp án B là bật đèn ở nhà suốt ngày đêm, như vậy cũng là vi phạm điện năng nha. Và đáp án C là khi ra khỏi nhà không tắt đèn các phòng, như vậy là quá vi phạm điện năng, đúng không? Như vậy đáp án D là khi xem TV thì mình sẽ tắt đèn bàn học, đúng không? Vì khi xem TV thì mình không có học bài được thì mình phải tắt đèn bàn học đi, đúng không? Như vậy đây là hành vi tiết kiệm điện năng nhé. Như vậy câu số 5 mình sẽ chọn đáp án D. Tiếp theo là câu số 6. Dây đốt nóng của bàn là điện thường được dùng bằng vật liệu gì? Như vậy là cái dây đốt nóng của bàn là hay là còn gọi là bàn ủi điện của mình thường được làm vật liệu gì? Đáp án là Wolfram. Đáp án B là Niskan Chrome. Đáp án C là Wolfram và Baryoxid. Và đáp án D là Fridochrome. Như vậy mình nhớ là dây đốt nóng của bạn là điện thường được làm bằng vật liệu chính là Niskan Chrome. Như vậy là câu số 6 mình sẽ chọn đáp án B.
Tiếp theo là câu số 7. Đồ dùng điện, loại điện cơ, biến đổi điện hình. Đáp án A là cơ năng, đáp án B là nhiệt năng, và đáp án C là quang năng, và đáp án D là quá năng. Như vậy đây là thiết bị điện loại điện cơ, thì có nghĩa là biến điện năng thành cơ năng, đúng không? Mình nhìn qua cái tên là mình có thể đoán được đây là biến điện năng thành cơ năng nhé. Như vậy câu số 7 mình sẽ lựa chọn đáp án A. Được. Tiếp theo là câu số 8. Ở nước ta mạng điện trong nhà có điện áp là bao nhiêu V nè? Đáp án A là 110V, đáp án B là 127V, đáp án C là 220V và đáp án D là 200V. Như vậy mình nhớ là ở nước ta đang sử dụng mạng điện trong nhà có điện áp là 220V, đúng không? Như vậy câu số 8 mình sẽ chọn đáp án C. Giờ như vậy mình xong phần trắc nghiệm, mình sẽ qua tiếp phần tự luận nha. Ở câu số 9, trình bày các nguyên nhân gây ra tai nạn điện. Gia đình em đã thực hiện những biện pháp gì để đảm bảo an toàn điện nha? Như vậy là các nguyên nhân gây ra tai nạn thì có nhiều nguyên nhân, đúng không? Như là do chạm trực tiếp vào mạng hoặc mang điện, do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp hoặc chạm biến áp, hoặc là do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất. Giờ tiếp theo mình sẽ nói những biện pháp an toàn và đảm bảo an toàn về điện, như là một số quy tắc an toàn trong khi sử dụng điện. Trước hết là thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện. Giờ thầy sẽ làm câu số 9 nha. Trước hết là các nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện. Thứ nhất là do chạm trực tiếp vào quặng mang điện. Thứ hai là do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và chạm biến áp. Và thứ ba là do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất. Tiếp theo là những biện pháp đảm bảo an toàn điện. Một số nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện. Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện nha. Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện, thực hiện nối đắt các thiết bị đồ dùng điện và không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và chạm biến áp. Một số nguyên tắc an toàn trong khi sửa chữa điện. Và một số nguyên tắc an toàn khi sửa chữa điện là trước khi sửa chữa điện mình phải cắt nguồn điện, sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa chữa để tránh bị điện giật và các tai nạn khác nhé. Giờ như vậy mình xong câu số 9, mình sẽ qua tiếp câu số 10. Giờ tiếp theo là câu số 10. Điện năng tiêu thụ trong ngày 1 tháng 3 năm 2016 của gia đình bạn hay như sao? Như vậy là trong nhà bạn sẽ có các đồ dùng như sau. Trước hết là đèn quỳnh, compact, công suất là 18W, số lượng 1 cái bóng đèn. Thời gian sử dụng trong ngày là 2 giờ. Tiếp theo là đèn quỳnh quang, công suất là 40W, số lượng 3, thời gian sử dụng là 4 giờ trong ngày. Tiếp theo là nồi cơm điện, công suất là 800W. Số lượng 1 và thời gian sử dụng là 1 giờ. Quạt điện là 60W, số lượng 2, sử dụng 4 giờ. Quạt tivi là 70W, số lượng 1, sử dụng trong 5 giờ. Giờ câu A là người mình sẽ cần tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn A trong ngày. Giờ thầy sẽ làm câu A trước nha. Như vậy là điện năng tiêu thụ của một bóng đèn compact thì mình sẽ có là A1 bằng
P nhân T đúng không? Như vậy là 18 W nhân cho 2 giờ thì bằng 36 kWh, 36 W. Tiếp theo là điện năng tiêu thụ của ba đèn quỳnh que. Lúc này mình sẽ đặt là A2, cũng là B nhân T. Như vậy là 40 nhân cho 3 giờ nhân cho 4. Như vậy sẽ bằng 480 watt gì? Đúng. Tiếp theo là điện năng tiêu thụ của nồi cơm điện. Và mình đặt là A3. Thì cũng bằng B nhân T thôi. Lúc này 800 W nhân cho 1 giờ sẽ là 800 W giờ. Tiếp theo là điện năng tiêu thụ của TV. Mình sẽ đặt là A4. Cũng bằng B nhân T bằng 70 nhân cho 5 sẽ là 350 W giờ. Giờ sau đó mình sẽ tính tổng điện năng tiêu thụ cho một nhà, đúng không? Như vậy mình sẽ lấy A1 cộng A2 cộng A3 cộng A4 như là 36 W giờ cộng cho 480 W giờ cộng cho 800 W giờ và cộng cho 350 W giờ. Giờ như vậy mình sẽ lý nhất mình tính tổng bốn cái số này thì mình sẽ được là 1.666 W giờ, đúng không? Mình đổi qua kWh thì mình sẽ chia cho 1.000, như là 1.666 kWh. Giờ bây giờ mình sẽ qua tiếp câu P. Mình sẽ tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn A trong tháng 3 năm 2016. Giả sử điện năng tiêu thụ của các ngày là như nhau, qua tháng 3 sẽ có 31.000 nha. Như vậy mình sẽ làm tiếp câu B. Giờ như vậy là điện năng tiêu thụ sẽ bằng 1.666 mình nhân cho 31.000, đúng không? Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ là 51.646 kWh, đúng không? Giờ câu C thì mình sẽ tính số tiền gia đình bạn A phải trả cho việc tiêu thụ điện trong tháng 3. Và mỗi kW là phải trả là 1.350 đồng nha. Giờ như vậy mình sẽ làm câu C. Như vậy số tiền phải trả sẽ bằng, như vậy là 51.646 mình sẽ nhân cho 1.350 đồng. Giờ các em tính xem bằng kết quả phải trả bao nhiêu tiền. Như vậy là 51.646 nhân cho 1.350 đồng. Như vậy mình sẽ phải trả là 69.722 đồng. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 10 nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt em nha.